Vậy Bò Thị Chiến chào quý khách, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2022. Bò về trại gồm có bò bê Pháp Kem. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến tại xem xét cùng tham khảo. Xem xét chủng bò có xe nhà giao tận nơi. Nguyên cái lô bò Pháp Kem phía đây. Một con kem màu lam lam, con số 1. Con số 2 kem giấy, số 3 kem giấy, số 4 kem giấy. Nách chà bè đây, xương to to cũng ơi. Cái dạng đòn đó thì con nào cũng dài đòn đi, tương tự như nhau. Tháng tuổi của bò là mấy con này là thiếu đủ 7 tháng. Hai chân trước, hai chân sau, hai chân thẳng thẳng đứng thẳng ràng. Con số 1, số 2, số 3, số 4. Đầu. Bốn con này đầu giống y răng luôn, đầu y răng luôn, đầu dồ, đầu to, bỏ cục đầu tròn quay. Đó, phần lưng nách dạng ghim vai rất là hở. Con số 1 à, ghim vai. Con số 2 ghim vai đây. Con số 3. Con số 4. Con số 4 rồi. Con số 3. Con số 2. Con số 1. Bốn mày bò rất là đều.